Chuyển động 360 kính chào quý vị. Sau đây là những thông tin thời sự mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu trạm y tế lưu động chỉ tiếp nhận F0 không có triệu chứng lâm sàng hoặc mức độ nhẹ, bao gồm các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu để điều trị. Theo đó, về tiêu chuẩn loại trừ, tại các trạm y tế lưu động không tiếp nhận các F0 là phụ nữ mang thai, người mắc bệnh lý nền, Trạm chỉ tiếp nhận F0 không có triệu chứng lâm sàng hoặc mức độ nhẹ, bao gồm các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi. Đồng thời chỉ tiếp nhận bệnh nhân không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở dưới 20 lần một phút, SbO2 trên 96% khi thở khí trời. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 phải hoàn thành toàn bộ việc thu hồi gần 5.000 hecta đất dự án sân bay Long Thành. Để dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 hoàn thành theo đúng tiến độ vào năm 2025, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bí thư và Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai tập trung thời gian chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu đến cuối năm 2021 giá trị giải ngân đạt 79,3% số vốn đã được bố trí theo như báo cáo của tỉnh. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, phải hoàn thành toàn bộ việc thu hồi 4.946,5 ha đất của dự án, ưu tiên hoàn thành bàn giao mặt bằng những khu vực phục vụ thi công các hạng mục chính của công trình. Thưa quý vị, theo thông tin từ công ty cổ phần than núi béo, đơn vị đã hoàn tất việc đóng cửa mỏ lộ thiên trước thời hạn của tỉnh Quảng Ninh và tập đoàn than khoáng sản Việt Nam thực hiện mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh về chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh và chiến lược phát triển của tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam. Kể từ năm 2012, công ty cổ phần than núi Béo đã là đơn vị đầu tiên trong ngành than thực hiện lộ trình chuyển diện khai thác từ lộ thiên sang hầm lò. Mỏ than lộ thiên núi Béo từng là mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long với sản lượng có năm đạt 5 triệu tấn. Theo kế hoạch, trong năm nay và năm 2022 sẽ có thêm một số mỏ than lộ thiên tại thành phố Hạ Long sẽ phải đóng cửa. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thị trường lao động nước ta đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực khi tỷ lệ thất nghiệp thấp và thiếu việc làm tăng cao. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang dự thảo chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động với 7 nhóm giải pháp bao gồm hỗ trợ trực tiếp người lao động, hỗ trợ người sử dụng lao động phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng người lao động, cung cấp kịp thời cho doanh nghiệp, hỗ trợ kết nối cung cầu lao động, hoàn thiện bền vững thị trường lao động đảm bảo điều kiện về nơi sinh sống cho người lao động và xây dựng quan hệ giữa người lao động hài hòa và tiến bộ. Sở Du lịch thành phố Hà Nội và Sở Du lịch tỉnh Bình Định vừa ký kết chương trình hợp tác về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của từng địa phương, đồng thời tăng cường tổ chức hoạt động phát triển du lịch trao đổi hai chiều theo đó hai bên sẽ hỗ trợ tuyên truyền giới thiệu thông tin quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức các đoàn khảo sát du lịch để xây dựng sản phẩm mới xúc tiến giới thiệu sản phẩm du lịch cho du khách trong và ngoài nước xây dựng cuốn cẩm nang chung về các điểm đến du lịch nổi bật của hà nội và bình định bên cạnh đó hai địa phương cùng hỗ trợ thông tin tuyên truyền về chính sách phát triển du lịch kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng trong việc quy hoạch phát triển du lịch hợp tác trong việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo